Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm thu hút dự án vào đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, công tác cải cách hành chính cũng như các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thời gian qua của Hưng Yên đã có những chuyển biến tích cực, tạo được sức hút với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhóm phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa ông, thu đầu tư là một trong ba khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Vậy thì trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào? Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp thì chúng tôi hết sức chú trọng là các thủ tục hành chính, là chúng tôi giảm được 90 thủ tục hành chính từ hơn 200 thủ tục hành chính, hiện nay chỉ còn 174 thủ tục hành chính. Trong đó cấp tỉnh đối với ngành chỉ còn 144, huyện còn 28, còn cơ sở xã là có 2 thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi làm tốt công tác là đưa công nghệ thông tin vào, trong đặc biệt trong thời kỳ 4.0 là doanh nghiệp và người dân có thể tại nhà thông qua cái hệ thống thông tin, rồi không qua cải cách về thủ tục hành chính cũng như nâng cao cái chất lượng hệ thống để chúng tôi đã tiếp cận và giúp cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận dễ dàng khi thành lập doanh nghiệp mới. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các biện pháp gì để nâng cao cái năng lực cạnh tranh cấp tỉnh? Trong thời gian tới là chúng tôi tiếp tục phối hợp với Văn phòng Công an tỉnh, Sở Nội vụ và các sở ngành cũng như huyện thành phố là trên cơ sở quyết định của Công an tỉnh thành lập cái trung tâm hành chính công. Đây là một cái bước đột phá trong cái cải cách hành chính, là tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân khi tham gia thực hiện các dự án đầu tư thông qua cái trung tâm cải cách hành chính. Đây là đáng mừng. Dự kiến là cuối quý 1, đầu quý 2, 2019 có thể trung tâm vào hoạt động. Cái thứ hai, để làm tốt cái vấn đề này thì chúng tôi là thực hiện phân tích đánh giá trên cơ sở kết quả cạnh tranh cấp tỉnh BCI hàng năm. Có 10 cái nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có 128 chỉ tiêu. Chúng tôi tham mưu cho an tỉnh là xây dựng hết sức là chi tiết, phân cho các ngành, rồi địa phương từng chỉ tiêu một, làm sao để nâng cao được các chỉ số. Những chỉ số nào mà tốt cần phát huy, những chỉ số nào mà kém thì cần hết sức là quan tâm. Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thời gian qua, ngoài công khai minh bạch các loại giấy tờ hồ sơ để hướng dẫn cho doanh nghiệp đến đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp, thì Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo hướng trực tuyến, được các chủ đầu tư đánh giá cao. Các quy định của luật về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài vào trong khu công nghiệp đã được Ban niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng trên cổng thông tin điện tử của Ban. Điều này giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp chủ động trong công việc của mình khi biết rõ cần phải hoàn thiện những giấy tờ, tờ khai gì để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam. Kết quả là số hồ sơ thiếu phải trả lại để bổ sung không còn diễn ra. Việc hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, kiến nghị cho nhà đầu tư được kịp thời, tạo niềm tin cho doanh nghiệp đến đầu tư. Tôi làm việc ở công ty cổ phần Technocom. Tôi có đến đây để giải quyết một số công việc về thủ tục hành chính ạ. Và tôi thấy là các cán bộ công nhân viên ở đây đều hỗ trợ rất là nhiệt tình ạ, để tôi có thể hoàn thành công việc. Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Ban không phải bằng các báo cáo hành chính, mà đi vào cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, được chứng minh bằng kết quả cụ thể. Năm 2018 và quý 1 năm 2019, có trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khoảng 60% so với quy định của pháp luật. Như thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3 ngày, rút ngắn 15 ngày so với quy định của pháp luật. Các thủ tục điều chỉnh dự án
có thời hạn giải quyết 15 ngày, nay rút xuống không quá 7 ngày, từ 30 ngày xuống còn 7 đến 10 ngày đối với các thủ tục cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng. 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại ban là đều thông qua hệ thống mạng và cái phần mềm quản lý và điều hành văn bản của tỉnh cũng như phần mềm dịch vụ công của tỉnh. Thì trong thời gian qua thì tập thể lãnh đạo ban cũng đã thống nhất chỉ đạo các bộ phận chuyên môn là thống nhất về giải quyết các thủ tục hành chính phải thực sự là đơn giản hóa. Và trong năm 2018 vừa qua thì chúng tôi đã thống kê và có trên 99% là các thủ tục giải quyết đúng hạn và sớm trước hạn đối với doanh nghiệp. Chính nhờ những việc làm này mà công tác thu hút dự án và đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Ngoài thu hút được những dự án có quy mô lớn, có công nghệ hiện đại của những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, thì số dự án và đầu tư mới cũng tiếp tục tăng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 398 dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp với số vốn đăng ký gần 24.000 tỷ đồng và hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Với 10 khu công nghiệp được quy hoạch xây dựng, khi lấp đầy dự án, đây sẽ là cú hích để kinh tế xã hội các địa phương trong tỉnh phát triển mạnh mẽ. Quý vị và các bạn thân mến, mục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.